Chào mừng quý vị đã đến với phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 17 triệu lao động Việt Nam có thu nhập dưới chuẩn nghèo, chỉ khoảng 2 đô la một ngày, tức chỉ sắp xỉ hơn 40.000 đồng một ngày. Nghiên cứu gần đây của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về tầng lớp kinh tế và thị trường lao động ở khu vực đang phát triển của châu Á-Thái Bình Dương cho biết, lực lượng lao động trung lưu của Việt Nam đang tăng lên. Từ chỗ chỉ có 1 triệu lao động thuộc tầng lớp trung lưu vào năm 2000, con số đó giờ đây được ước tính khoảng 13 triệu, tức là 1/4 lực lượng lao động. Tuy vậy, vẫn còn khoảng 17 triệu lao động vẫn có thu nhập dưới chuẩn nghèo với khoảng 40.000 đồng một ngày, 1,2 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, khoảng 23 triệu lao động cũng đang có thu nhập mấp mé trên ngưỡng này và có nguy cơ tái nghèo cao. Theo ILO, để cải thiện vấn đề này, biện pháp quyết định là thay đổi cơ cấu nền kinh tế, tạo cơ hội cho gần 25 triệu lao động Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp năng suất thấp, chuyển dịch sang công nghiệp và dịch vụ, nơi đang sử dụng 4/5 lao động trung lưu. Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội khóa 13 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, tổng ngân sách bố trí cho chương trình giảm nghèo trong hai năm 2012-2013 cả nước trên 10.130 tỷ đồng, trong đó ngân sách năm nay trên 5.000 tỷ đồng. Từ ngày 1 tháng 1 2014, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Chile sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Đây là các thỏa thuận đã được ký kết giữa Việt Nam và Chile trong Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương hồi tháng 9 2011. Theo cam kết FTA giữa Việt Nam và Chile sẽ xóa bỏ thuế cho 99,62% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Chile trong thời hạn không quá 10 năm. Trong đó, ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực, tức là đầu năm nay, sẽ có 83,54% số dòng thuế và 81,8% kim ngạch được hưởng thuế 0%. Trong đó chủ yếu là các dòng thuế đánh vào các mặt hàng như giày dép, dệt may, thủy sản, cà phê, chè, rau quả. Đây cũng là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào Chile. Hiện các mặt hàng này đang bị áp mức thuế nhập khẩu chung của Chile là 6%. Tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái cú hích, bởi vì 6% thì cũng không phải là nhỏ. Ví dụ ở Việt Nam mình thì thường quen với những cái thuế xuất nhập khẩu cao rồi. Đó là 10 trên 10% rồi. Chúng ta nghe đến 6% thì chúng ta cho là thấp và không đáng kể. Thế nhưng bởi vì nó là cái cạnh tranh, thì 6% thì những cái nước khác người ta 0%, thì bây giờ 6% mình rõ ràng là các doanh nghiệp người ta phải tìm kiếm những cái đối tác và ví dụ như ngoài cái chuyện là hàng của họ có thể là tốt hơn hoặc chuyện của họ có thể rẻ hơn. Ngược lại, theo FTA Việt Nam Chile, Việt Nam cũng cam kết sẽ xóa bỏ 87,8% số dòng thuế nhập khẩu hàng hóa từ Chile trong thời hạn 15 năm. Thưa quý vị, những doanh nghiệp nào có thực hiện trách nhiệm xã hội CSR đều hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp khác. Đó là nhận định được nêu ra tại chuỗi hội thảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức. Buổi hội thảo tập trung đến vai trò của CSR trong doanh nghiệp và việc biến CSR thành một ưu thế chiến lược trong kinh doanh. Tại đây, các doanh nghiệp Đan Mạch đã chia sẻ kinh nghiệm về quá trình thực hiện CSR của mình. Đại sứ Đan Mạch, ông John Nansen, khi được đề nghị nhận định về tình hình thực hiện các hoạt động CSR của doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa làm gì để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, chẳng hạn như lo cuộc sống cho nhân viên, thực hiện các hoạt động xã hội, phát triển kinh doanh bền vững vì môi trường hay nói không với tham nhũng. Nhân dịp này, phóng viên FBNC đã có cuộc trao đổi với ông John Nansen, đại sứ Đan Mạch quanh các hoạt động CSR của doanh nghiệp Việt Nam. It's not about the selling, about the profit, but it's the question about the responsibility of the business. Không phải là câu chuyện về doanh số, về lợi nhuận, mà là vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Vì sao ông lại chọn chủ đề này cho buổi hội thảo? Chúng tôi đã theo dõi tình hình từ hơn 10 năm qua, khi các công ty Đan Mạch đến đầu tư tại thị trường Việt Nam và nhận thấy các công ty Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào con người và môi trường làm việc để giúp các nhân viên làm tốt nhiệm vụ của mình, giáo dục con người để công ty hoạt động hiệu quả hơn. Những gì mà chúng tôi đã chứng kiến và trải nghiệm tại châu Âu cho thấy, những công ty nào có đầu tư vào con người thì đều thu về nhiều hiệu quả hơn. Vì thế, chúng tôi muốn đưa vấn đề này ra để trao đổi với các công ty Việt Nam, cũng như muốn chia sẻ với các công ty này những kinh nghiệm từ phía các công ty Đan Mạch, với hy vọng sẽ thấy các công ty Việt Nam thực hiện các trách nhiệm xã hội tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp thường đánh đồng các hoạt động vì cộng đồng với các hoạt động PR. Theo ông, đâu là ranh giới giữa hai khái niệm này?
that? I think of course you can find examples of PR moves from companies who just use it to get a good branding, but tôi nghĩ có thể dễ dàng nhận ra một hành động PR của các công ty chỉ nhằm đẩy mạnh thương hiệu của họ. Nhưng tôi nghĩ ngày càng có nhiều công ty nhận thấy CSR là một lợi thế cạnh tranh, nên họ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn vào con người, làm điều gì đó vì xã hội. Bởi những gì bạn thường thấy ở châu Âu, Mỹ hay nhiều nước khác, đó là người tiêu dùng hiện nay thích sử dụng sản phẩm của những công ty nào có các hoạt động xã hội hơn. Các nhà đầu tư cũng thích lựa chọn những công ty chú trọng đến CSR để đầu tư hơn. Cho nên, những công ty nào hiện nay không làm CSR thì tức là họ đang thua. For many Vietnamese business, they just do business and they don't pay much attention about the CSR activities. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chỉ chăm lo kinh doanh mà không quan tâm đến trách nhiệm xã hội. Theo ông, nếu chỉ khơi dậy ý thức ở họ thì đã đủ chưa? Hay cần phải có biện pháp buộc họ phải có trách nhiệm với xã hội chẳng hạn? Have some measure to force them to do CSR. I think that the Vietnamese companies they will come under more and more pressure. Tôi nghĩ các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chịu nhiều áp lực hơn bởi trong kinh doanh, họ là những nhà cung cấp cho các công ty nước ngoài. Mà ngày càng nhiều công ty thường quan tâm đến hồ sơ của công ty, xem họ có làm CSR hay không để đầu tư. Từ góc độ đó, chúng ta thấy họ cần tăng cường hơn các hoạt động xã hội trong tương lai. Mặt khác, tôi nghĩ nếu họ chú trọng đến đầu tư vào nhân sự của mình, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc đưa công ty làm ăn hiệu quả hơn. Cho nên tôi nghĩ các công ty Việt Nam trong tương lai sẽ chịu nhiều áp lực hơn trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Với những công ty hiện nay chỉ mong kiếm tiền nhanh chóng, họ cần phải nhìn xa hơn. Nhưng dù thế nào, thì tôi nghĩ họ vẫn phải chịu nhiều áp lực hơn từ cộng đồng quốc tế, và họ sẽ nhận ra rằng đầu tư vào con người không bao giờ là vô ích. Could you tell us about the situation of the business, of Danish business? Vị trí của CSR tại các doanh nghiệp Đan Mạch thì sao thưa ông? Most of the Danish companies today do some sort of CSR. Hầu hết các công ty Đan Mạch đều thực hiện các hoạt động CSR bằng nhiều hình thức khác nhau. Thật khó để nói họ đã làm những gì, kinh phí như thế nào, nhưng hầu hết trong số họ đều có ý thức làm CSR. Họ có thể đầu tư cho đào tạo nhân sự, đầu tư cho đời sống tinh thần của nhân viên. Nguồn lực chính của một quốc gia như Đan Mạch chỉ có 5 triệu dân, chính là nguồn nhân lực. Vì thế, rất nhiều công ty đã chú trọng đầu tư cho nhân viên của họ để nâng tầm con người, giúp họ trưởng thành hơn. Và như thế cũng mang lại hiệu quả hơn cho công ty. Thank you so much. Xin cảm ơn ông. Vừa rồi là phần 2 của bản tin trong nước. Trong phần cuối cùng sẽ là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm nay và cả trong tuần qua.